Ave, đây mẹ là vàng, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương miệt mùng, hãy về nơi đây là vàng, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mai, con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Thiếu bóng mẹ hiền, con mãi buồn phiền. Ôi mẹ lá vàng, Ave, đây mẹ lá vàng, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây là vàng, con sẽ bình an. Anh chị em đã nghe nhiều lần giảng về Đức Mẹ La Vàng. Hôm nay tôi nghĩ rằng chỉ cần có những người sống làm chứng nhân quyền phép của Đức Mẹ La Vàng ban cho chúng ta. Và người thứ hai là thân sinh của chị Tiến Hương, trước đây là bên Lương và đã được ơn Đức Mẹ. Cụ còn ở tại Việt Nam, nay đã 90 tuổi, cụ nhờ người con của cụ là chị Tín Hương, người đã chứng kiến ba mình được ơn của Đức Mẹ, chị Tín Hương đã nói: Kính thưa quý cha, kính thưa Đức Tổng Giám Mục, kính thưa quý cha, quý vị tu sĩ nam nữ, kính thưa quý vị, Lê Tín Hương rất là xúc động để hôm nay được hiện diện trước đông đảo quý vị và được chia sẻ cái ơn lạ mà mẹ Maria, mẹ La Vàng đã dành cho gia đình Tín Hương cách đây 40 năm. Kính thưa quý vị, năm 1958, thân phụ Tín Hương làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, và cứ thường lệ mỗi tháng ông cùng với các bác sĩ đi thanh tra các bệnh viện nhỏ ở vùng lân cận. Cũng như thường lệ, ngày hôm đó ông cùng với ba vị bác sĩ và một nhân viên bệnh viện đi thanh tra bệnh viện Quảng Trị, một thành phố cách thành phố Huế 64 cây số về phía tây bắc khoảng 40 mai. Và ngày hôm đó là một ngày mưa. Khi thân phụ của Tín Hương ra xe, và trên xe ba vị bác sĩ cũng như nhân viên bệnh viện đã chờ sẵn, thì ông chạm mặt với cha Cao Văn Luận. Cha Cao Văn Luận là một người cùng quê quán với thân phụ Lê Tín Hương. Cha rất là thân thiết với gia đình, và một trong những ước muốn của cha là gia đình Lê Tín Hương theo đạo. Kính thưa quý vị, hai họ nội ngoại của Lê Tín Hương không có ai là theo đạo Công giáo, và mẹ Lê Tín Hương là một Phật tử đã quy y pháp danh là Nguyên Khai. Vì thế việc theo đạo đó là vấn đề không thể nào có thể thực hiện được đối với gia đình Lê Tín Hương vào thời đó. Khi chạm mặt với cha Cao Văn Luận, thì cha bắt tay ông cụ của Lê Tín Hương và cha trao cho thân phụ Lê Tín Hương một tấm tường ảnh. Ngài nói: Tôi vừa rước Kiều La Vàng về, và tôi có kính một tường ảnh mẹ La Vàng cho ông. Mẹ La Vàng rất là linh thiêng, và ngài ban rất là nhiều phép lạ, cho nên tôi muốn ông giữ để cầu nguyện. Thân phụ Lê Tín Hương nể cha, vừa cười vừa bỏ bức tường ảnh vào túi trong của chiếc áo jacket, bởi vì ông vội vã đi, và ông chào từ giả cha Luận để ra xe. Cùng ngày hôm đó vào buổi chiều, gia đình Tín Hương nhận được thông tin là chiếc xe chở ba vị bác sĩ, ông cụ Lê Tín Hương và nhân viên bệnh viện đã lật tại cầu Dầm Quảng Trị, và tất cả mọi người đều tử nạn.
Chắc quý vị cũng biết gia đình Tịnh Hương gặp phải hung tin đó, rất là đau đớn. Bà cụ khóc lóc thảm thiết và vội vàng cùng với xe bệnh viện ra tới hiện trường để nhận xác và cùng để tập liệm tại chỗ theo lời yêu cầu. Khi đến nơi, khi tất cả xác đều đã được vớt lên và tiếng kêu khóc thảm thiết của thân nhân những người đã chết, thế nhưng ba Lê Tịnh Hương thì chưa được vớt xác lên. Nhưng mọi người quả quyết rằng ông cụ đã đồng số phận với những người đã vớt lên, vì ông chìm ở dưới nước quá lâu và cho đến 2-3 tiếng sau thì người ta mới vớt được xác của thân phụ Lê Tịnh Hương lên. Và khi người ta vớt được xác lên thì bà cụ khóc lóc thảm thiết và bà cụ vội vàng chạy đến ôm xác. Bà cụ bảo rằng ba đã chết rồi. Nhưng mà cuối cùng người ta phát giác được là ông cụ Lê Tịnh Hương vẫn còn thở, dù hơi thở rất yếu, và người ta đã làm hô hấp nhân tạo. Đó là một sự kiện rất là lạ lùng. Vì vậy tất cả gia đình Lê Tịnh Hương quỳ xung quanh chiếc băng ca của ông cụ Lê Tịnh Hương. Mẹ Lê Tịnh Hương quỳ lạy bốn phương tám hướng, lạy Phật, lạy trời đã cứu ba Lê Tịnh Hương. Thế khi ông cụ mở mắt ra, lời nói đầu tiên mà Lê Tịnh Hương không bao giờ quên được là: hãy xin cha rửa tội cho cả nhà, mẹ La Vang đã cứu ba. Nói xong, ông cụ vội đưa tay lục lọi ở trong túi áo jacket da để rút ra tấm tường ảnh mẹ La Vang. Tấm tường đã ướt đầm vì nước, nhưng Lê Tịnh Hương còn nhớ rõ chiếc áo choàng xanh còn in đầm nét. Và ông cụ nói rằng đây chính bà này đã cứu ba. Lúc đó ba đã mắc kẹt ở giữa xe, bà đã mở cửa xe kéo ba ra khỏi xe, đẩy ba nổi lên mặt nước và bà nói: ta là mẹ La Vang, ta đến cứu con. Và kính thưa quý vị, gia đình Tịnh Hương trở lại đảo, bảy anh chị em cùng với ba mẹ trong sự từ nguyện rất hoan hỷ của mẹ Lê Tịnh Hương. Và bà cụ gia đình Tịnh Hương cùng với lời nguyện của ba Lê Tịnh Hương là sẽ rửa tội cả gia đình tại thánh đường La Vang. Và người chủ tế lễ rửa tội là linh mục Cao Văn Luận cùng với linh mục Ngô Văn Trọng, lúc đó đang còn là cha chánh xứ của hòa đạo Francisco Huế. Và kính thưa quý vị, linh mục Ngô Văn Trọng cũng là cha linh hưởng của gia đình Lê Tịnh Hương. Kính thưa quý vị, sau đó mẹ Lê Tịnh Hương là người sùng bái đạo và sùng kính mẹ Maria, mỗi ngày đọc kinh lần chuỗi mân côi cảm thả ơn đức mẹ cho đến ngày cuối đời của bà. Và ba Tịnh Hương bây giờ đã 90 tuổi, ông vẫn còn kính tấm tượng ảnh mẹ La Vang trên bàn thờ và mỗi ngày vẫn lần chuỗi mân côi để cảm tạ ơn mẹ. Kính thưa quý vị, đức mẹ La Vang đã đến với người Việt Nam chúng ta không những chỉ đến cho người Công giáo, mà mẹ với tình yêu vô bờ bến đã đến để cứu nhân loại, trong đó có gia đình Tịnh Hương là một gia đình bên lương. Ngày hôm nay Tịnh Hương không biết nói gì, chỉ xin chia sẻ lại cái ơn là đó của đức mẹ đã dành riêng cho Lê Tịnh Hương. Và Lê Tịnh Hương cũng chắc rằng trong tất cả chúng ta ngày hôm nay hiện diện ở đây, chúng ta đã mỗi người nhận được ơn là của mẹ La Vang. Chúng ta đã vượt biết bao nhiêu những hiểm nguy và chúng ta sống sót ngày hôm nay để mừng, để cảm tạ ơn đức mẹ. Ave, đây mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây La Vang, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Tìm sao mà